xin chào Mộc Chân. Xin chào chị ạ. Trời ơi, một cái hình ảnh mà có lẽ là thực sự là rất rất hiếm gặp trong đời thực luôn. Chắc là tạm biệt Mộc Chân thì em ra đây nói chuyện với chị lúc được không? Dạ vâng, thế thì em sẽ để tạm Mộc Chân đây. Mình đã trở thành một nữ kỵ sĩ được 3 năm rồi, hẳn phải có một cơ duyên nào đó chứ nhỉ? Dạ vâng, ngày trước thì em có làm ở một shop cổ trang Việt phục và em đã được gửi đến để có thể chụp ảnh và quay những video với ngựa. Và khi mà em đến em gặp những chú ngựa như này em cảm thấy wow, em bị choáng ngợp và thích thú bởi sự đáng yêu và to lớn của chúng, là em học lại mê luôn. Một cô gái bước chân lên lưng ngựa cao như thế, chẳng lẽ không sợ à? Nếu như mà hỏi câu này thì em cũng không biết trả lời sao. Trong cái thời gian huấn luyện thì những cái chú ngựa mà chưa được thuần lắm thì mình sẽ có thể xảy ra những cái sự cố như vậy. Nhưng mà bởi vì là em đã được đào tạo để huấn luyện nên là em sẽ như kiểu là ngã mà có học với chị. Chờ ngã làm sao để ít chấn thương nhất có thể, đúng không? Đúng. Nhưng mà ngã tất cả bao nhiêu lần rồi? Em không đếm được luôn đấy. Thế à? Mà ngã không sợ? Dạ vâng, em ngã xong em lại leo lên để chỉnh lại ngựa luôn. Cho tôi xin ít lòng dũng cảm nào. Thực sự là ngưỡng mộ em đấy. Bởi vì là nhìn là vậy thôi, nhưng mà chị thấy là cái tốc độ mà để mình cưỡi, rồi mình phi nước kiệu, phi nước đại, nó là cái tốc độ rất lớn. Mà nếu như không kiểm soát tốt thì sẽ rất là khó có thể cưỡi được. Vậy thì một kỵ sĩ cần có những yếu tố gì để có thể làm được cái nghề này? Đầu tiên phải nhắc tới, đó chính là mình phải có sự kiên nhẫn. Mình kiên nhẫn với những chú ngựa để mình có thể hiểu được chúng rồi bảo được chúng nghe lời. Thứ hai là mình sẽ phải có cái bản lĩnh để mình có thể dám tin tưởng ngựa, giao phó cái đường đi cho ngựa để mình có thể làm những điều mà mình muốn. Và thứ ba là mình sẽ phải dành thời gian để mình tương tác và hiểu những chú ngựa hơn. Bởi vì mỗi chú ngựa thì sẽ có những cái tính cách khác nhau. Có con thì nó sẽ chậm chạp, có con thì lại hoạt bát, có con thì lại hung dữ, nhưng mà có con thì lại rất là hiền lành. Chính vì thế mà sẽ phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Chị còn nghe nói là Quỳnh còn là cử nhân của tiếng Trung cơ. Trời ơi, bỏ 4 năm tiếng Trung để mà cuối cùng trở thành một nữ kỵ sĩ, có thấy tiếc không? Thật ra ấy ạ, khi mà em dạy khách cũng có khá là nhiều khách nước ngoài và khách Đài Loan cũng nhiều nha chị. Thế là em cũng không hẳn là mất đi cái chuyên ngành của mình. Em cũng vẫn được dạy, vẫn được truyền đạt những gì mà trước đây mình đã được học. Tức là mình không bị mất đi cái khoảng thời gian 4 năm của mình. Thế bây giờ thử nha, nhìn thẳng vào ống kính giúp chị đi và giới thiệu một chút bản thân bằng tiếng Trung mình xem nào. 大家好,我叫吴氏香琼,今年我23岁,很高兴认识你们。 rất là đáng yêu đúng không ạ? Thực sự là chị cũng thấy rằng là bất cứ một cái sự lựa chọn nào thì có lẽ là mình sẽ phải hy sinh phần còn lại để mà có thể làm tốt được những cái lựa chọn và cái đam mê và ước muốn của mình. Bố mẹ em đã nghĩ như thế nào khi mà em đến với bộ môn này? Em cảm thấy thực ra là cái môi trường này không chỉ đơn giản là cưỡi ngựa mà em được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm sống, kỹ năng, rồi các kiến thức về lịch sử, văn hóa nước nhà này, rồi các kiến thức về địa lý, chính trị vân vân nhiều lắm ạ. Và khi mà bố mẹ em nhìn thấy được những gì mà em học hỏi được thì bố mẹ em đã cảm thấy phần nào an tâm hơn so với lúc đầu ạ. Bố mẹ đã đến đây xem em cưỡi ngựa chưa? Dạ, mẹ, đặc biệt là mẹ em. Mẹ em đã góp mặt trong tất cả những màn trình diễn của em. Mẹ có thử cưỡi không? Mẹ em có thử rồi nhưng mà mẹ em khá là sợ. Em đã đóng phim chưa nhỉ? Chị nghĩ là với cái hình ảnh của em rất hợp với những bộ phim cổ trang luôn ấy. Em thì cũng có một chút nhỏ lẻ thôi, nó chưa gây ấn tượng, nhưng mà em thì rất là mong muốn. Mong muốn một ngày nào đó Việt Nam sẽ có một bộ phim về một cô gái mặc cổ phục, cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa chiến đấu. Bây giờ thử quay ra ống kính diễn cho chị một cái đoạn nào để em tâm đắc được. Thế thì em sẽ diễn thử một đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật Lý Chiêu Hoàng đi. Lý Chiêu Hoàng: trong buổi hôm nay ta sẽ đi gặp tất cả đây, nào chồng, nào mẹ, nào chị, có ai gần gũi hơn, nào ta còn ai khác là máu mủ ruột thịt trên đời này nữa, chẳng còn ai khác, ta chẳng còn ai, cả mấy người ở một bên bỏ ta một mình ở bên này. Chưa đến nỗi là thù, chưa đến nỗi, nhưng không phải những người còn ở với ta cả một đời nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Chỉ có một người mãi mãi ở với ta thôi, một người không bao giờ bỏ ta lại một mình. Chỉ có một người thật thương ta, thương ta mọi nỗi. Cha ơi cha. Thế là ôi, chị sợ nữa cả da gà luôn ý. Thực sự là
Trời ơi, đây sẽ là một cô gái rất là tiềm năng. Và chị rất hy vọng rằng một ngày nào đó được nhìn thấy em với một bộ phim cổ trang của Việt Nam. Cảm ơn em rất nhiều. Em cũng cảm ơn chị ạ. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách của Chuyển động 24 giờ. Bình thường là chỉ có chị thử thách nhân vật thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì cái thử thách của em cũng chính là thử thách của chị. Đó là làm sao huấn luyện viên Ngô Hương Quỳnh có thể hướng dẫn cho Thụy Vân cưỡi ngựa này, dùng roi này, bắn tên này. Em sẵn sàng không? Được luôn chị ạ. Mà chỉ có ít phút thôi thì có được không? Ít phút à? Hay là mình cứ làm thử đi đã nhỉ? Ok ok, dạ xin huấn luyện viên giúp đỡ ạ. Vâng, ok chị. Đầu tiên thì mình sẽ phải tương tác với ngựa một chút đã. Mình sẽ xoa phần cổ, phần vai như thế này. Xong rồi cho ngựa ngửi hơi tay của mình. Đó, kiểu bắt đầu làm quen đấy. Xin chào Mộc Chân. Nghe danh Mộc Chân đã lâu, hôm nay đến đây hy vọng là Mộc Chân sẽ hợp tác với mình. Sau khi mà đã làm quen xong rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị dắt ngựa đi bộ. Một tay cầm gần mõm ngựa như thế này. Chị sẽ dắt ngựa đi dắt ra. Nói chung phải nó dắt mình à? Dắt... Ôi, chị sợ quá Quỳnh ơi. Đấy nha, chị nhìn em nha, chị nhìn em nha. Khi mà mình dắt nó đi, nó sẽ luôn luôn phải đi đằng sau mình. Đây, muốn cho đi này, hơi tặc tặc này. Đó, nó sẽ luôn luôn đi sau mình. Và sẽ không bao giờ có xu hướng là chen lấn mình. Và khi mà mình dừng lại thì nó dừng lại luôn. Chỉ hơi để tay thấp xuống thì thoải mái như này. Bây giờ chắc là cho chị leo lên một cái nhá. Vâng, đầu tiên thì chị sẽ đặt chân trái của mình lên trên cái chân đinh này. Sau đấy chị sẽ tóm tay trái của chị vào cọng yên. Tay phải tóm vào đuôi yên, sau đó bật lên như lên xe máy nhưng mà ở một độ cao hơn. Ây à, Mộc Chân ơi xin phép nhá. Một, hai, ba, lên. Ôi. Chị cảm thấy thế nào, chị cảm thấy thế nào? Tôi đang cảm thấy mình thật là dũng cảm. Cảm ơn Mộc Chân nha. Vâng thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thụy Vân đã học được kỹ năng là dắt ngựa này, làm quen với ngựa, thế là tuyệt vời lắm rồi. Lúc đầu là định thử thách cô giáo của chúng ta là thêm vài phần nữa cơ, nhưng mà thực sự là chúng tôi không còn sức nữa. Cảm ơn Quỳnh rất là nhiều và chúc cho những dự định của em này, rồi những ước mong của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị ạ.